Trong video này thì mình sẽ cùng các bạn đánh giá cũng như là phân tích 5 mẫu tai nghe được nhiều người lựa chọn nhất trong tầm giá từ 2 triệu cho đến là 2 triệu rưỡi. Chúng ta sẽ cùng phân tích xem nó có đáng để lựa chọn khi chơi PUBG hay là không. Và mẫu tai nghe đầu tiên mà mình muốn giới thiệu tới cho các bạn đấy chính là mẫu tai nghe rất là nổi tiếng và cũng như được rất nhiều game thủ tìm hiểu và yêu thích, đấy chính là mẫu HyperX Cloud 2 của Kingston. Và đây cũng chính là mẫu tai nghe tầm trung có giá khoảng tầm từ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi mà được bán nhiều nhất tại Việt Nam. Sự thành công này đầu tiên chúng ta sẽ phải kể đến đấy chính là thiết kế của Cloud 2. Một chiếc tai nghe phải nói là không thể nào mà có thể đơn giản hơn được nữa, nhưng mà nó lại thu hút được rất nhiều sự chú ý của rất là nhiều người. Với Kingston HyperX Cloud 2, nó có lớp đệm da rất là dày và nó vô cùng là mềm mại luôn. Nó có kết cấu là hình oval và nó sẽ thiết kế theo kiểu công thái học, nó ôm theo vành tai của các bạn. Lực ép ở trên khung tai nghe nó cũng là vừa phải, nó vừa đủ để tạo cho các bạn cảm giác chắc chắn. Đồng thời nó sẽ cũng không hề khiến cho người nghe có cảm giác là mệt mỏi cũng như là nóng tai sau khi đeo một khoảng tầm vài giờ đồng hồ ấy. Điểm trừ duy nhất ở cảm giác đeo có lẽ là nằm ở khả năng cách âm quá là tốt của Cloud 2. Nó sẽ dễ khiến các bạn ra mồ hôi. Và ấn tượng ban đầu khi mà mình đeo Cloud 2 đó chính là nó đã có sự cải tiến rất là nhiều về âm chat cũng như là phần micro. Nó tốt hơn khá là nhiều so với cả phiên bản Cloud 1. Cụ thể hơn thì với giải chat của Cloud 2 nó không quá là gắt như thời xưa nữa và nó sẽ có cảm giác là nó đã dịu dàng hơn. Giải âm mid tương đối là trong trẻo, cùng với đó là giải bass khá là mỏng và nó không quá là lực. Đây là một điểm rất cần đối với cả tất cả những mẫu tai nghe gaming chứ không kể gì là HyperX Cloud 2. Cloud 2 còn có một cải tiến nữa, đấy chính là nó được trang bị USB sau các 7.1. Đây chính là điểm cải tiến dễ thấy nhất của Cloud 2 so với cả Cloud 1. Tính năng này sẽ rất dễ dàng để có thể các bạn kích hoạt ngay trên bộ điều khiển của phần sau các luôn. Và các bạn sẽ có thể cảm nhận ngay lập tức sự khác biệt của những tựa game chiến trường lớn như là Call of Duty, Battlefield hay là The Witcher 3. Quay trở lại với cả tựa game PUBG thì hiệu năng của nó là rất là ngon và các bạn không cần phải bật 7.1 lên thì nó cũng đã rất là tốt rồi. Nếu như các bạn có bật 7.1 lên thì nó vẫn tốt như thế thôi, bởi vì dù sao PUBG nó cũng không hỗ trợ 7.1. Chúng ta vẫn sẽ có được chất âm rất là chi tiết của giải chat cũng như là giải mid. Nó cho khả năng các bạn định hướng những loại súng cũng như là tiếng bước chân từ rất là xa. Với việc này các bạn sẽ hoàn toàn có thể xử lý những pha xử lý rất là nhanh. Còn Cloud 2 còn là một chiếc tai nghe chơi game có chất lượng nghe nhạc cũng khá là tốt ở thời điểm hiện tại. Với một chất lượng âm thanh thì mình nói là có thể nó không so được với cả những mẫu tai nghe nghe nhạc, nhưng mà với những mẫu tai nghe chơi game thì mình nghĩ nó cũng đã khá là ok để các bạn có thể giải trí rồi. Còn về phần mic của Cloud 2 thì mình vẫn chưa ưng ý lắm, nhưng mà để các bạn có thể nghe chi tiết hơn thì mình sẽ đẩy ở phần cuối của video. Mình sẽ test mic của cả 5 mẫu tai nghe mà mình sẽ nói trong video ngày hôm nay. Mẫu tai nghe thứ hai mà mình sẽ giới thiệu tới các bạn đấy chính là SteelSeries Arctic 5. Một mẫu tai nghe tới từ SteelSeries nhưng mà thiết kế của nó lại khác hoàn toàn so với cả những mẫu tai nghe khác giống như là Siberia hay là Elite. Thiết kế giờ đây nó đã không còn mang đậm chất game thủ nữa mà nó đã trẻ trung hơn, gọn gàng hơn và đặc biệt là Arctic 5 còn cho phép các bạn gập tai nghe ở quanh cổ, nó tạo cho các bạn cảm giác thoải mái khi đi du lịch cũng như là dạo phố. Arctic 5 là một phiên bản cao cấp hơn của Arctic 3 với việc trang bị là USB sao các 7.1 cùng với cả hệ thống LED RGB 16,8 triệu màu. Cùng với đó là một điều chỉnh volume độc đáo, nó giúp các bạn có thể tăng giảm âm lượng trong game, âm thanh của voice chat một cách rất là dễ dàng. Lớp đệm của Arctic 5 nó khá là dày dặn và mềm mại. Và điều đặc biệt là nó không hề bọc da như là Cloud 2. Đây sẽ là một chi tiết mà giúp các bạn có cảm giác đeo nó thoáng hơn. Nhưng mà chính điều này nó cũng khiến cho là khả năng cách âm của Arctic 5 nó không được tốt. Arctic 5 có một âm trường rất là rộng, kể cả các bạn không cần bật 7.1 lên thì âm trường của nó cũng đã rất là rộng rồi. Nhưng mà cũng chính vì điều này nó sẽ là một điểm yếu khi các bạn chơi PUBG. Bởi vì khi mà mình dùng Arctic 5 để chơi PUBG thì mình sẽ có cảm giác là những âm thanh của súng ấy mình rất khó để có thể phân biệt, cũng như là mình định hướng tiếng bước chân cũng khá là khó. Nhưng còn khi mà mình bật sao các 7.1 lên thì khi mà mình trải nghiệm những tựa game chiến trường như là Call of Duty hay là Battlefield thì nó lại đã hơn rất là nhiều. Có thể về khả năng chơi PUBG thì Arctic 5 nó không bằng là Cloud 2, nhưng mà có một điều mà Arctic 5 lại làm tốt hơn Cloud 2 thì chính là các bạn có một cảm giác xem phim. Phải nói là âm trường quá là rộng, thế nên là trong những bộ phim hành động nó sẽ tái hiện rất là chân thực. Giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi và nó sẽ đúng với cả sự căng thẳng ở trong một bộ phim. Tóm lại thì với Arctic 5 nó sẽ có một nhược điểm duy nhất, đấy chính là khả năng cách âm cũng như là có thể là âm trường quá rộng cũng là một điểm yếu khi các bạn chơi PUBG. Còn về phần đệm tai của Arctic 5 phải nói nó rất là êm nhưng mà cách âm thì nó chưa được tốt cho lắm. Mẫu tai nghe thứ hai mà mình sẽ giới thiệu tới các bạn đấy chính là một cái tên tới từ Corsair khá là mới, đấy chính là HS60. Nó có mức giá có thể nó không cao bằng Arctic 5 hay là Cloud 2, nó có mức giá khá là rẻ, đấy chính là khoảng tầm gần 2 triệu đồng. Nhưng mà chất lượng của HS60 nó là rất ngon so với cả tầm giá 2 triệu đồng của nó.
Thiết kế của HS60 nó được dựa trên những điểm sáng giá từ những thương hiệu đi trước, từ gọng tai nghe cho tới phần cổ tai. Với những đặc điểm này thì cảm giác sử dụng của HS60 là rất là thoải mái. Với những ai mà kiểu đầu nhỏ như là của mình thì khá là ok. Nhưng mà với ai mà kiểu kích thước đầu tương đối lớn ấy, thì phần gọng này nó sẽ khá là cứng, thế nên là khi các bạn đeo vào nó sẽ rất là nhức đầu. Những đặc điểm còn lại của Corsair HS60 đều được làm tốt, mọi chi tiết đều chắc chắn, nó không có hiện tượng lỏng lẻo hay là co giãn, và chất liệu cấu thành của nó cũng được đầu tư tốt. Củ tai nghe của Corsair HS60 được thiết kế là dạng bọc lưới semi open back, nó giúp cho một phần âm thanh sẽ đi qua những lỗ nhỏ li ti và tạo cho các bạn một không gian âm thanh đủ rộng để các bạn có thể cảm nhận được là không khí chiến trường ở trong những tựa game như là Call of Duty. Do chỉ là semi open chứ không phải là open hoàn toàn nên những chi tiết cũng như là khả năng tập trung khi chơi PUBG của nó vẫn giữ lại được phần nào, và mình vẫn có thể dễ dàng xác định vị trí qua tiếng bước chân hay là tiếng súng của kẻ địch. Việc làm như thế này của Corsair nó giúp cho mình có một cảm giác chơi PUBG khá là mới lạ, và đây có thể coi là một điểm sáng giá của Corsair HS60. Nếu như nhu cầu của các bạn là nghe nhạc cũng như là chơi game đa năng thì Corsair HS60 là một sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý, bởi vì mọi giải âm của nó sẽ được phối với nhau một cách phải nói là cũng hợp lý luôn, và nghe nó rất là đã. Còn vị trí thứ tư, một mẫu tai nghe mà mình muốn giới thiệu cũng như là đánh giá tới các bạn, đấy chính là mẫu tai nghe mình đang đeo tai. Đấy chính là Logitech G633, một hãng chơi game phải nói là rất là nổi trong vài năm gần đây. Sẽ là một thiếu sót nếu chúng ta không nhấn mạnh rằng Logitech G633 nó có thiết kế hầm hố nhất trong tất cả những mẫu tai nghe có cùng tầm giá. Logitech G633 nó có thiết kế không những ôm tai mà nó còn có màng loa phần đệm tai rất là rộng, nó đảm bảo là các bạn có cảm giác thoải mái nhất. Với Logitech G633, nó cũng là một chiếc tai nghe duy nhất được tích hợp rất nhiều nút macro ở ngay trực tiếp trên củ tai mà những hãng khác không thể nào mà làm được. Mọi thao tác đều được tùy chỉnh một cách rất là dễ dàng. Đệm ở phần khung đầu nó cũng là một chất liệu đủ mềm để duy trì sự thoải mái của các bạn khi chơi trong thời gian dài. Logitech G633 nó hoàn toàn xứng đáng với cả vị trí số 1 về độ thoải mái khi đeo. Logitech G633 nó có chất âm thiên về giải bass và giải stretch. Âm thanh sẽ không bị thoát ra ngoài quá là nhiều, thế nên là những chuyển động ở trong game FPS cần độ try hard đặc biệt như là PUBG thì nó sẽ thể hiện rất là tốt, và mình hoàn toàn có thể cảm nhận và làm chủ được tất cả mọi thứ. Nếu để so sánh với độ hài hòa và đáp ứng nhiều game ngoài PUBG ấy, thì Logitech G633 nó cũng xứng đáng với cả vị trí số 1. Về khả năng nghe nhạc của Logitech G633, mình cũng đánh giá nó ở mức là trung bình khá. Nếu như các bạn tắt tính năng 7.1 đi, nó khó để có thể so với cả những mẫu tai nghe nghe nhạc, nhưng mà so với cả những mẫu tai nghe chơi game thì nó cũng đã rất là tốt rồi. Và mẫu tai nghe tiếp theo, mẫu tai nghe cuối cùng và cũng là mẫu tai nghe được có nhiều ý kiến trái chiều nhất, đấy chính là Razer Kraken 7.1 V2. Nó phải nói thực sự là có người khen tốt, có người thì chê nó chê lên chê xuống luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích xem nó có thực sự đáng để chơi PUBG hay là không. Kraken V2 có thiết kế khác biệt và rất dễ để nhận thấy so với cả dòng Kraken cũ. Khu vực củ tai nghe nay nó đã được vát tròn thay vì cả những đường nét gai góc ở phía ngoài. Ở phần đệm tai nghe của Kraken V2 nó cũng đã được làm mềm hơn, độ đàn hồi của nó cũng tốt hơn so với cả những phiên bản đi trước. Chính nhờ về sự thay đổi về thiết kế cũng như là chất lượng gia công của phần đệm, thế nên là mình đã có một sự thoải mái nhất định khi đeo. Về phần chất âm thì từ trước đến nay với Razer họ sẽ có một tôn chỉ, đấy chính là giải bass phải luôn là lực này, mạnh các thứ. Nhưng mà giải bass của Razer và nó quá là lực và nó lấn luôn cả những giải âm mid và chest. Còn với Kraken 7.1 V2 thì giải bass này nó đã được cải tiến đi rồi. Nó vẫn lực như cả những mẫu tai nghe Razer thời xưa, nhưng mà nó sẽ không quá là lấn vào những giải âm mid hay là chest. Khi mình trải nghiệm với cả game Call of Duty World War 2 thì âm bass của nó đã làm nên tên tuổi của Razer. Nó đã thổi hồn vào không gian chiến trường, làm cho bầu không khí nó trở nên căng thẳng hơn, và âm thanh của bom đạn nó cũng uy lực hơn. Có một điều không may với cả Kraken 7.1 V2, đấy chính là chất âm của nó không phù hợp với cả PUBG. Sự chi tiết mà mình cảm nhận được ấy là nó không nhiều. Tiếng bước chân, tiếng súng các thứ mình rất khó để có thể phân biệt được. Và nếu mà để so với cả 4 mẫu tai nghe mà mình đã nói ở trên ý, thì nó hoàn toàn không thể nào mà so được luôn. Như vậy một lần nữa Razer Kraken 7.1 V2 nó lại mang giải bass của mình để tạo nên linh hồn của một chiếc tai nghe. Có thể là nó không chơi tốt PUBG, nhưng mà rất may mắn đấy chính là giải bass này nó cũng đã được cải thiện rõ rệt so với cả thế hệ cũ. Với những bạn nào mà yêu thích Razer không quá khắt khe về chất lượng âm thanh khi chơi PUBG thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn là Kraken 7.1 V2 làm người bạn đồng hành của mình. Tóm váy lại thì Kraken 7.1 V2 nó sẽ có những ưu điểm, nhược điểm thì chắc là mình sẽ không cần phải nói nữa mà các bạn cũng đã tự biết rồi đấy. Còn về phần chơi PUBG thì mình hoàn toàn không đánh giá cao. Sau phần đánh giá tổng thể thì đây sẽ là phần đánh giá mic của cả 5 chiếc tai nghe. Và bây giờ đang là âm thanh của chiếc HyperX Cloud 2. Các bạn nghe qua các bạn cảm thấy như thế nào? Cá nhân mình cảm thấy là nó khá là gắt và mình chưa đánh giá cao lắm. Còn đây là SteelSeries Arctic 5. Các bạn nghe qua đã cảm giác được là nó khá hơn so với cả Cloud 2 chưa?
chỉ cần mình nghe qua là mình đã cảm giác được là nó khá hơn rất là nhiều rồi đấy. Tiếp tục là có xe HS60 giá rẻ hơn so với cả hai mẫu tai nghe kia, nhưng mà nghe cũng ra gì và này nọ phết. Nói chung là các bạn sẽ có một mẫu tai nghe giá rẻ nhưng mà vẫn có hàng thơm. Còn đây sẽ là siêu phẩm Logitech G633. Các bạn nghe và tự cảm nhận xem là nó có tốt hay là không. Cá nhân mình đánh giá nó nghe khá là hay đấy, bởi vì âm của nó có thêm một chút bass nữa thì mình nghe khá là ok. Cuối cùng là Razer Kraken 7.1V2. Các bạn nghe và tự cảm nhận đi nhá. Mình không muốn nhận xét nhiều về Razer đâu, nhưng mà cá nhân mình cảm nhận là nó không bằng được Logitech G633. Qua những đoạn thu âm vừa rồi thì các bạn có thể đánh giá là mẫu tai nghe nào có chất lượng mic tốt hơn rồi đấy. Với cá nhân mình đánh giá thì Logitech G633 sẽ là có chất lượng mic tốt nhất. Đấy là với cảm nhận cá nhân của mình nhá. Và sau những đánh giá vừa rồi của mình thì đâu sẽ là sự lựa chọn của bạn? Thì đương nhiên là với tầm giá từ 2 triệu cho đến 2 triệu rưỡi thì có những mẫu tai nghe phải nói là có ưu điểm này, có nhược điểm kia, sẽ không có mẫu tai nghe nào là hoàn hảo. Và lựa chọn như thế nào nó sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của bạn. Liệu các bạn có phải là một Razer fan hay là không, hay là các bạn lựa chọn một mẫu tai nghe có chất lượng âm thanh tốt nhất như là Logitech G633? Hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.